rất nhiều. Và kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Linh Duy rất hy vọng rằng tất cả quý vị sẽ cùng nhiệt tình gửi tặng cũng như tham gia những ca khúc mà quý vị yêu mến để có thể dành tặng cho đôi tân hôn, cũng là dành tặng cho những vị khách quý của chúng ta.